Xin được phép giao lưu nhanh, giới thiệu rất là nhanh thôi tới các bác là ba cái chiếc đồng hồ ngày hôm nay. Ba sản phẩm trên đây thì đều là những cái chiếc đồng hồ xuất xứ từ đất nước Đức các bác nhá, từ các cái thương hiệu nổi tiếng hàng đầu như là Zhonghan, Kenji và Mother. Đây đều là những cái dòng sản phẩm với thiết kế thùng dài, có chung một thiết kế, nhưng mà mỗi một chiếc đồng hồ sẽ có những cái nét đẹp khác biệt nhau và cùng với một cái phần âm thanh rất là khác biệt các bác ạ. Em đảm bảo với các bác đây sẽ là ba chiếc đồng hồ sở hữu ba cái tiếng chuông đánh hoàn toàn khác nhau. Trầm có, bổng có và đều là những tiếng chuông rất là ngân và hay. Em sẽ giao lưu từng chiếc đồng hồ một về ngoại hình và âm thanh. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với chiếc đồng hồ em đang treo ở phía tay trái đây. Đây là một chiếc đồng hồ thuộc thương hiệu Kenji. Đó, thương hiệu Kenji của đất nước Đức. Chúng ta sẽ có một dáng thùng dài được chạm trổ 4 cái chùm quả ở 4 góc thùng là một này. Tiếp theo đó thì chúng ta sẽ có một bộ kính rào ở phía nửa dưới. Đây là bộ kính rào được ghép từ các cái mảnh kính vắt viền. Và nếu các bác để ý kỹ thì có thể thấy là các cái đường nét kim loại ở phía bên ngoài đều trong cái tình trạng còn rất là sáng và chưa có cái tình trạng oxy hóa hao mòn gì đây các bác nhé. Đó là một cái nét rất là quý. Tiếp theo đó thì chúng ta sẽ đến với phần trung tâm. Đồng hồ thì không thể thiếu được mặt số. Đây sẽ là một mặt số bát giác đứng, kiểu dáng là bát giác đứng và phù hợp với kiểu dáng thùng dài. Em sẽ quay tổng thể một lượt toàn bộ từ trên xuống dưới thiết kế để các bác có thể thấy được cái độ đẹp tổng thể, cái tỷ lệ phần trăm mà chiếc đồng hồ này còn giữ lại được nhé. Các bác có thể tự đánh giá qua cái hình ảnh em đang quay đây. Đó, thật bắt mà chúng ta nhìn thì nó sẽ rơi được tầm khoảng là từ 95% các bác ạ, rất đẹp. Phía bên trong thùng có một cái nét đặc trưng của thương hiệu Kenji. Nếu như chúng ta chú ý vào cái phần bộ gông, đa phần những chiếc đồng hồ thương hiệu Kenji người ta thứ nhất là sẽ được đúc nổi, chuyển nổi các cái tên thương hiệu Kenji ở phía trên này. Thứ hai là bộ gông của chúng rất là đặc biệt, gần như là độc nhất luôn, là sẽ có bộ 8 thanh gông với 7 thép và một thanh gông đồng bạch như các bác đang nhìn thấy đây. Cái màu trắng sáng là màu của đồng bạch các bác ạ. Rồi, đầy đủ mọi chi tiết như là ốc bắt chống máy, bộ máy vách đồng, rồi phụ kiện như là ốc bắt chống tường, tay cót, khóa gông. Một phần mặt lắc xoáy cũng rất là đẹp và cũng gần như là đặc trưng của thương hiệu Kenji luôn. Đó, các bác có thể nhìn qua tổng thể. Rồi, ngay sau đây thì sẽ là phần âm thanh tiếng chuông, mời các bác cùng thưởng thức âm thanh. Rồi, đó là chính là chiếc đồng hồ Kenji. Các bác có thể thấy rõ tên thương hiệu KENZLE. Đó, thương hiệu Kenji của Đức. Mời các bác cùng ngắm nhìn lại một lần nữa toàn bộ tổng thể chiếc đồng hồ. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ sang đến chiếc đồng hồ thứ hai. Thương hiệu này thì nổi tiếng hơn một chút bởi vì các bác chắc chắn đã nghe tên qua nhiều rồi. Đây là một chiếc đồng hồ của thương hiệu Zhonghan, hay các bác còn thường hay gọi tên viết tắt là Z. Đó, Z Zhonghan, Z Hoa Thị, chính là chiếc đồng hồ này đây. Và các bác có thể thấy nhá, em cũng sẽ quay qua ngoại hình trước. Đây là một dáng thùng gần như là tương đồng đúng không ạ? Nhưng mà sẽ khác biệt ở vị trí là sẽ có 6 họa tiết chùm quả chạm ở các cái vị trí đối xứng nhau, rất là cân mắt. Tiếp theo đó thì chúng ta có thể thấy là vân gỗ ở trên chiếc đồng hồ này cũng có những cái nét đẹp rất là tự nhiên đúng không ạ? Đối xứng nhau, các cái đường vân, mặt vân rất đẹp. Đó, thêm một điểm cộng đó là chiếc đồng hồ này có tay cầm ở phía bên ngoài, tay cầm kim loại cũng có cái độ sáng rất cao. Mặt số bên trên tương tự rồi, thùng dài thì đa phần là mặt bát giác đứng. Đó, nền mặt số đẹp, bộ số in cũng rất là rõ nét, kim chỉ rất là chính xác các bác ạ. Đó, những cái vạch chỉ đều được làm thon lại, rất là thuận tiện để xem giờ. Rồi, phía dưới cũng là một bộ kính rào rất là cân đối, 5 mảnh kính mài viền. Đây, các bác có thể quay nhé. Đó, các bác có thể chú ý nhìn kỹ hơn về cái bộ kính này, rất đẹp. Hình ảnh như là một viên pha lê vậy đúng không ạ? Rồi, các cái họa tiết chạm trổ thì cũng rất là tinh tế luôn. Rồi, em sẽ mở phần cánh ra và quay bên trong để các bác cùng chiêm ngưỡng. Các bác có thể thấy trước hết là cái độ bóng sáng của phần mặt lắc nhé, như gương, thực sự là như gương các bác ạ. Đó, ốc bắt các thứ thì cũng đầy đủ, dây khóa, chuông, phụ kiện, đó. Tiếp theo đó thì em xin được phép tháo cái phần quả lắc này ra để các bác có thể nhìn rõ hơn cái phần logo của thương hiệu nhé.
Đây là phần logo luôn luôn được gắn tại phần lưng của những chiếc đồng hồ Dung Han. Các bác có thể nhìn rõ đúng không ạ? G và ngôi sao 8 cánh, chúng ta hay gọi là hoa thị đúng không ạ? G, Dung Han. Đó, logo rất đẹp. Em sẽ được phép lắp quả lắc lại. Rồi, tiếp theo đó thì G Dung Han cũng nổi tiếng với bộ gông của mình là bộ gông hoa thị. Đây, được chiện đúc rõ cái phần dấu hoa thị đúng không ạ? Quay mặt số đây các bác nhìn qua. Đó, quả lắc, tất cả mọi chi tiết thì đều nguyên bản và đã được đồng hồ vang vọng lau dầu, bảo dưỡng để có thể có mang lại một hoạt động chính xác. Sau đây sẽ là phần âm thanh tiếng chuông. Đó, không biết các bác cảm giác là âm thanh của những chiếc Dung Han và những chiếc Kenji như thế nào? Mỗi chiếc mỗi khác, đúng không ạ? Thực tế thì cùng thương hiệu đi chăng nữa thì chúng cũng sẽ có những cái nét khác nhau. Rồi, và cuối cùng trong video ngày hôm nay sẽ là chiếc đồng hồ của thương hiệu Mauter. Chiếc đồng hồ này thì các bác có thể thấy nhá, có một thiết kế rất là mộc mạc, đúng không ạ? Rất xưa với chất liệu gỗ sồi, nhưng mà cực kỳ là nổi bật với hai cái điểm sáng. Thứ nhất là mặt số tròn, bộ số đổi mạ chrome. Và thứ hai là cũng là một phần quả lắc tròn. Đó, độ sáng, độ bóng cực kỳ đẹp như gương. Đây, thiết kế thùng dài rất là gọn gàng. Em cực kỳ là thích những cái phần thiết kế thùng như thế này. Các bác có thể thấy nhá, chiều dài tương đương với những chiếc đồng hồ khác, nhưng mà cái phần chiều rộng rất là gọn luôn. Chúng ta có thể lựa chọn những vị trí treo rất là dễ dàng. Được chạm trổ, đó, gỗ sồi, gỗ thịt được chạm trổ ở phía trên đây. Hình ảnh của một chùm nho. Đó, chất liệu gỗ cực kỳ là tốt luôn. Các bác có thể thấy nhá, gỗ sồi này cũng có cho chúng ta những cái đường vân gần như là không thể lộ các cái vết xước theo thời gian. Đó là một cái điểm cộng rất là lớn. Và người phương Tây người ta sử dụng cái chất liệu gỗ sồi này rất là nhiều nhá, rất là nhiều trong phần nội thất luôn. Đó, kính bên ngoài là kính mo cong. Đó, thêm một điểm cộng nữa để các bác thấy. Bên dưới vẫn giữ cho mình đó là những cái bộ kính rào. Đó, họa tiết của mỗi bộ kính rào thì hoàn toàn khác nhau. Đó, các bác có thể thấy qua những bộ kính rào mà em vừa quay đây. Mỗi bộ sẽ có một cái nét đẹp riêng. Đây là như một phần ô cửa vậy đúng không ạ? Rồi, một phần khóa bên phía tay phải, một phần khóa mổ cò. Bên trong đồng hồ vẫn đầy đủ và nguyên bản mọi chi tiết từ ốc chống tường, tay cầm, tay cót thì đúng hơn. Rồi các cái phần như là quả lắc này các bác có thể nhìn. Rất là đẹp. Liên tục chuyển động nhé. Đây em dừng lại để các bác có thể thấy kỹ hơn này. Để các bác có thể thấy qua. Đó, nằm niềng các cái rất là đẹp. Bộ gông sẽ là 8 thanh gông thép. Và đây là củ gông của chiếc đồng hồ. Rất chắc chắn đúng không ạ? Cảm giác rất chắc chắn. Mặt số cũng cực kỳ đẹp, mặt số xoáy đồng tâm, niềng sáng. Và chúng ta sẽ có bộ kim đúc này, bộ số nổi chrome, các bác có thể nhìn. Rất đẹp, rất là mê luôn. Sau đây sẽ là phần âm thanh tiếng chuông. Chiếc đồng hồ này chơi những cái âm thanh rất là trầm. Điểm giờ sẽ có âm thanh bổng rất là hay, các bác cùng chú ý lắng nghe. Đó, tiếng chuông rất hay. Thực sự chiếc này em có lời khen cho chiếc đồng hồ này. Âm thanh đánh rất là hoàn hảo. Bộ ba chiếc đồng hồ em vừa quay giới thiệu tới các bác đây đều là những cái sản phẩm hiện tại đồng hồ vang vọng đang giao lưu. Và các bác có thể liên hệ trực tiếp tới đồng hồ vang vọng và thông báo một vài cái đặc điểm mà cái chiếc đồng hồ của mình quan tâm. Bên đồng hồ vang vọng sẽ hỗ trợ các bác gửi các hình ảnh chi tiết nhất để các bác có thể lựa chọn. Sau đây thì em xin phép tạm dừng video.
Cảm ơn quý vị và các bác đã theo dõi video từ đồng hồ Vang Vọng.